Thưa quý vị và các bạn, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng có nêu đó là phải thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực xây dựng nhiều mô hình sáng tạo trong công tác dân vận, đưa người dân trở thành chủ thể chính để triển khai mô hình. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Từ năm 2021, thành phố Bắc Giang đã triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với chính quyền thân thiện nhằm thu thập thông tin, đánh giá kết quả công tác xây dựng chính quyền thân thiện tại các đơn vị xã, phường, thị trấn về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Đây là nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo nhằm đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận. Các tổ chức chính xã hội họ sẽ hướng dẫn công dân để họ lấy ý kiến đánh giá nhận xét. Bên cạnh đó thì ủy ban dân phường cũng có một kênh riêng, đó là hòm thư góp ý trực tiếp hoặc là hòm thư điện tử của Đảng ủy lấy ý kiến đánh giá của nhân dân hàng tuần. Hàng tháng thì là sẽ có một cán bộ đầu mối tổng hợp tất cả các ý kiến đánh giá được nhận qua cái hòm thư góp ý. Sau đó thì là có một công văn triển khai tới cán bộ chuyên môn để giải quyết, mà khi có kết quả thì gửi tới công dân để họ biết được là ý kiến của họ, nguyện vọng của họ đã được giải quyết đến đâu. Bên cạnh đó, người dân được trực tiếp giám sát hoạt động của hệ thống công quyền, gửi phản ánh kiến nghị lên cấp ủy chính quyền địa phương, từ đó điều chỉnh những biểu hiện còn chưa tốt trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ hoặc góp ý về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh những việc liên quan đến công tác trật tự đô thị, xây dựng, rồi liên quan đến các cái mâu thuẫn thì đều được chúng tôi tiếp thu, tiếp nhận qua các cái mã QR. Và từ đó thì chúng tôi cũng nắm được cái tình hình từ các cái tổ dân phố trong nhân dân và có cái chỉ đạo trực tiếp mà sâu sát và giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tránh những cái điểm nóng phát sinh. Trên các hệ thống các trang mạng như trang ý kiến đô thị của thành phố hoặc là cái trang mini app quy chế dân chủ của tỉnh đang triển khai và thành phố tổ chức thực hiện khá hiệu quả thì góp phần cho nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức đang thực hiện nhiệm vụ ở trên địa bàn, để làm sao tiếp nhận được cái thông tin mà chưa đạt chuẩn, mà chưa chính xác thì được khắc phục kịp thời ngay. Thông qua cách làm này, dân chủ được phát huy rộng rãi ở thành phố Bắc Giang nói riêng và toàn tỉnh Bắc Giang nói chung. Người dân đã biết phát huy quyền làm chủ của mình trong giám sát hoạt động của hệ thống chính trị và được thụ hưởng từ chính nội dung đó. Tham gia từ cái việc là cho ý kiến, tham gia bàn bạc, rồi thì tham gia bằng cả cái việc quyết định. Qua đó thì giúp cho là cái việc thực hiện là các cái nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển xã hội địa phương của cấp ủy chính quyền được thuận lợi hơn. Và chắc chắn là những nơi nào mà làm tốt việc đó thì nhân dân ủng hộ, và nhân dân ủng hộ đồng thuận thì chắc chắn là sẽ thành công. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi mặt trận là nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa tư tưởng lấy dân làm gốc, đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách, tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.